Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh tin tức Showbiz Việt Nam. Kính chúc quý khán giả có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời bên chúng tôi. Phi Thanh Vân gây tranh cãi vì mang giày vào khu vực cúng tổ nghề dù đã có biển nhắc nhở. Hình ảnh không phù hợp, kém duyên này của Phi Thanh Vân đã lọt vào tầm mắt của netizen. Vừa qua, Phi Thanh Vân khiến khán giả lo lắng khi chia sẻ hình ảnh nhập viện cấp cứu để điều trị bệnh viêm dạ dày. Sau vài ngày tích cực điều trị, cô đã có thể quay trở về với công việc. Lịch trình bận rộn là thế nhưng ba mẹ một con vẫn dành thời gian đi cúng tổ nghề. Trên trang Facebook cá nhân, Phi Thanh Vân mới đây có đăng tải đoạn clip về chuyến đi này. Nhưng đáng chú ý, dù ăn mặc kín đáo gọn gàng nhưng nữ diễn viên vẫn gây tranh cãi bởi một chi tiết. Cụ thể, dù trước thềm nhà đã có biển nhắc nhở để giày dép bên ngoài nhưng cô vẫn đi cả giày vào trong khu vực sàn. Nhiều netizen liền lên tiếng về hành động thiếu tế nhị này của Phi Thanh Vân, đồng thời nhắc nhở cô nên cẩn trọng hơn để đừng xảy ra trường hợp đáng tiếc lần sau. Liên lạc với Phi Thanh Vân qua điện thoại, cô đã chuyển sang chế độ khóa máy và không liên lạc được. Mặc dù đã có biển nhắc nhở nhưng cô vẫn đi giày vào trong. Đây không phải lần đầu tiên Phi Thanh Vân đứng hứng chịu gạch đá vì những cử chỉ kém duyên ở chốn linh thường, chùa chiền. Có lúc diện kiểu đầm khoe lách, hở lưng, cô bị chỉ trích ăn mặc hở hàng quá mức. Cô từng bị nhắc nhở khi ăn mặc không phù hợp ở những nơi linh thường. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.